Alamon, Zokantar, Holmes. Zokantar, Holmes. Glory Kantar, Donna E. Zokantar. Alo. Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với giải đấu AOE làng Tân Nguyên Soái năm 2024 anh em nhé. Ok, chào anh em nhé. Hôm nay lên live kèo hơi sớm anh em ạ. Tối nay còn nhiều cặp đấu nên là tranh thủ lên live sớm kèo này. Kèo này đang xúc sớm. Đây là vòng 3 nhánh thua của giải đấu Tân Nguyên Soái năm 2024. Cuộc đối đầu giữa người em Trần Bắc và game thủ Đinh Triệu Trung. Trận đấu đầu tiên thì quân đó là Katha và Greg trong trận thiếu đầu tiên này. Kiểu khá là hay đây. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi để theo dõi cặp đấu này anh em nhé. Cặp này thì cũng tương đối là căng, bởi vì đơn giản là game thủ nào thua trong cặp đấu này sẽ bị loại khỏi giải đấu anh em ạ. Game thủ nào thắng sẽ bước tiếp vào vòng 4 nhánh thua. Đấy, chạm 4 thôi, rất là căng thẳng đấy. Để xem ngày hôm nay thì ai sẽ là người có được cái chiến thắng để có thể bước tiếp vào vòng thi đấu thứ tư của giải đấu Tân Nguyên Soái năm 2024. Ok nhỉ, để chờ xem nào. Katha Greg anh em trong trận đấu đầu tiên này. Kèo này thì tương đối là cân thôi. Katha tuyển hơn, nhưng mà Greg cũng là một đơn vị quân, có lẽ cũng sẽ có thể chơi phù với Katha được khi mà nó cũng có những con phù thủy nó gọi là đầy đủ công nghệ. Thiết kế cho mình thêm một chiếc BS ở khu vực cánh rừng thông này đi. Ở rừng thông này hơi khó nhỉ. Rừng thông này đặt S hơi khó. Bài này có voi về dành cho Katha đấy. Đây là bú thêm bãi quả. Có S ở kia rồi thì thôi, chắc là một S trận này thôi. Cánh rừng thông này không đặt được S anh em ạ. Thôi làm thêm bãi quả này vậy. Ồ, hốc kín đẹp nhá. Hốc này kín đẹp anh em ơi. Một cái hốc mà có thể cơ cấu được nhiều ruộng nương đó. BCBN trong này thì quá mắc binh luôn. Có vàng có viếc nữa, đẹp đây là vàng gần nhà chính luôn. Làm tí ra dân ra ruộng cho nó lừa lừa lên 4. Katha lên 4 thì quá tuyệt trước con Greg rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng xem trận đấu này nào. Kích đời đây. Và kích đời có lẽ là đâu đó cuối 8 nhưng mà 26 dân, hơi muộn đấy. Thôi thì cũng tạm được đi. Nên đời cố gắng thủ phù ra mà chơi về lâu về dài. Trận đấu đầu tiên của cặp thi đấu này. Đinh Triệu Trung và Trần Bắc nha anh em nhé. Vòng 3 rồi. Thì các game thủ của chúng ta cũng đã có cho mình được những chiến thắng. Một chiến thắng ở nhánh thua để có thể bước vào vòng 3 này. Gặp đấu gặp nhau thì sẽ phải loại nhau thôi. Game thủ Đinh Triệu Trung thì lần đầu lên sóng anh em ạ, nên cũng khá là bí ẩn đấy. Còn Trần Bắc thì là một cái tên có lẽ cũng đã khá quen thuộc rồi. Trần Bắc đánh khá khỏe ngày xưa đánh khá khỏe, bây giờ thì không biết thế nào. Bây giờ thì không biết là giới trẻ họ lên thì tình hình em có còn khỏe được như xưa nữa không. Căng phết đấy. Chào anh Hùng Mít nha. Đối thủ của anh vòng 4 này anh. Để tí em check lại xem. Không biết là cặp đấy đã đánh xong chưa. Đây này,
cặp có một người thắng ở trong cặp này sẽ gặp một game thủ nào đó ở vòng 4 đấy. Trong cặp này có khi xác định thêm một cặp vòng 4 nữa để cho anh em có thể theo dõi sắp xếp lịch và xúc sớm luôn. Tại vòng 3 thì còn vài cặp nữa đánh nốt thôi. Vòng 4 thì hôm nay cũng bắt đầu triển khai những cặp đấu đầu tiên rồi. Trưa nay đã bắt đầu có cặp đấu đầu tiên. Tối nay khả năng sẽ còn một vài cặp đấu nữa của vòng 4 anh em ạ. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi và theo dõi những cặp đấu rất hay đấy nhỉ, rất hay. Ở vòng 4, vòng 3 nhánh thua. Vòng này ai thua cũng bị loại này. Mày đấu mà Katharian lên đời muộn hơn và bắt đầu phải đánh thủ thôi. Lên đời cố gắng đắp P ra mà thủ. Greg cũng 27 dân lên đời cực kỳ sớm dành cho game thủ Đinh Triệu Trung. Nhưng mà không biết anh sẽ dùng cái bài gì để giành chiến thắng trước con Katha này đây. Đua nhau đi, đua nhau, dìu nhau lên đời 4 thì hay. Nhưng có lẽ Greg sẽ không không để cho con Katharian được yên ổn đâu anh em ạ. Nếu yên ổn thì con Greg sẽ bị yếu thế hơn. Greg không có cung A. Katha thì có. Đấy, có chém lên công sớm luôn rồi nè. Còn gì mà dây dưa với cả con Katha. Katha lên 4 là chỉ có hot cực kỳ mạnh luôn. Đấy, có dâng cái gì kia rồi kìa. Có lẽ đó là một nhà BA để ôm bãi vàng. Đúng rồi, một nhà BA để ôm bãi vàng của game thủ cầm Greg. Ôm bom là khá rát anh em ạ. Nhưng mà bây giờ thì cái tần chém vẫn đang thủ được dành cho game thủ cầm Katha. Đóng P chưa? Chưa đóng được P anh em ạ. Khả năng trận này gãy rồi. Trận bác khả năng gãy trận đấu đầu tiên rồi. Tham còn có 21 thôi, tiếp tục bị chăn dân ở khu vực bãi bãi gỗ này. Bánh xe vừa có xong anh em ạ, bị phú mất con ngựa giò tham lai còn 20. Kịp nâng được bánh xe, chưa đóng được phù nhờ, không có gỗ. Miệt ngã đấy. Bắt đầu tê bắn bãi vàng, ôm cực kỳ rát dành cho game thủ MOBA. Ôm rát đấy anh em ơi, không đơn giản đâu. Cặp này nghe vẻ hơi căng. Căng cho game thủ Trần Bắc trong trận đấu đầu tiên. Xem anh có tìm cách gì để anh có thể vượt khó trong trận đấu này được hay không nữa đây. Timeline 17. Càng đánh tham càng tụt sâu anh em ạ. Lên nời muộn quá. Trận này Greg lên sớm. Đang đánh một cái bài ôm bom khá là chuẩn bài. Và cũng đang có được cho mình cái lợi thế thời điểm đầu. Bây giờ thì làm cách nào để dứt điểm thôi. Cố gắng công nốt bãi vàng của Katha thì khả năng Katha sẽ thua. Đấy, mất thêm một con lạc đà nữa này. Khoai phết đấy. Phù bên kia đỏ nữa chứ. Bên này bắt đầu đóng được P rồi. Nhưng mà lực yếu quá, tăng 16 dân tham 16. Còn khoảng được 14-15 thằng dân thôi. Rất khó khăn trong trận đấu đầu tiên. Xin được con phù ra, con sư tử nó cắn mất nữa thôi đấy. Quýt luôn. Nhưng mà may là cũng kịp cứu giá thành công. Bây giờ thì cố gắng nâng cấp phù thủy lên. Dòng phù lên mà công nhà Greg thôi. Nhưng mà cảm giác rằng không còn nhiều cửa nữa đâu. Nhưng mà Greg đã chiếm quá nhiều ưu thế thời điểm đầu rồi. Ăn được rất nhiều dân như này, tham quân 17 thôi. Khó. Khó anh em ạ. Chào người em Bằng Trần nha. Ok em ơi. Bằng Trần tối nay xúc mấy giờ đấy? Giờ thì báo anh like xong gửi link cho anh, hoặc là báo anh cài like cho à, cho nó ok em ơi. À, ra đen bảy hiệu bị tê bắn luôn, đau thế nhỉ. Tham 17 và tiếp tục tụt đấy. Họ ôm được bãi vàng, mình ăn được bãi vàng mới, nhưng vấn đề đó là vâng, ăn bãi vàng mới rồi trước sau bị phát hiện. Với cả là bên Greg chưa mất gì cơ. Khoai quá, trận đấu đầu tiên khoai quá. Có lẽ tỷ số sẽ là 1-0 nghiêng về game thủ Trần game thủ Đinh Triệu Trung thôi. Trần Bắc cũng đang cố gắng để có thể cứu vớt những gì đã mất ở trong trận đấu này, hoặc là có thể test tay thêm một tí thôi, chứ còn bây giờ muốn mà thắng được trận này thì khoai quá rồi. Dần khổ lắm rồi anh em ạ.
Có một rồi. Ok. Như vậy là 1-0 nghiêng về game thủ Đinh Triệu Trung. Thành thủ test tay thêm tí thôi chứ còn trận này khả năng không còn tí hy vọng gì. Crack lên sớm và công cực kỳ hay nhá. Tốt. Đinh Triệu Trung cái tên này rất là mới anh em ạ, để xem anh sẽ thể hiện như thế nào. Chào Đồ Dục Nguyễn nhá. Đồ Dục Nguyễn hôm nay là chơi hơi ma giáo đấy nhá. Anh em chờ đợi cho một lát đấy, anh em ơi, để chúng ta đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây. Anh đi đập lô anh lại bảo là anh đi ăn quả bịp lắm. Trận cuối là coi như là em thắng rồi, bài em giàu lắm, chết hai dân nhưng mà giàu. Quả phụ đang bú voi, đang bú hai con thì làm sao mà thua được. Đó, đánh chưa? Trận đấu tiếp theo nào. Đây rồi anh em ơi, trận đấu tiếp theo luôn và ngay. Để cho anh em đỡ phải chờ đợi lâu. Egypt rồi. Đấy, thua trận đầu nhưng mà cố gắng những trận sau. Chúng ta sẽ bật Egypt gì nhỉ anh em ơi? Chết hai dân cửa gì? Chịu đấy, anh nói thế chịu rõ. Hai dân nhưng vẫn lên đời, bài anh không chết dân nhưng bài anh có lên được đời đâu. Bài anh quả đấy đi đập lô chưa chắc đã nhìn thấy cái bài quả đấy đâu. Nhìn thấy cũng muộn lắm. Quái. Ban với cả chi mà ban lên đời muộn thì đánh sao được. Egypt gì nhỉ? Egypt gì soi nhanh quá, không nhìn thấy. Để xem cho này Egypt gì, hình như Egypt Greg thì đẹp. Cứ để Egypt Greg cho Bắc đỏ nhá. Để xem Bắc có thể thắng được trận này không. Quân mình thì số 1 đều đi. Phải yêu dành cho con Egypt này, lùa về hợp lý. Tối nay hay là tối nay nhỉ anh Dục nhỉ? Tối nay chờ em like xong kèo ra lại úp. Mà anh toàn bịp em thôi. Cứ đến chút lúc like xong kèo là không thấy anh đâu nữa. 2 giờ sáng anh lại nhắn tin cho em không biết làm gì. Sau này lên mạng đăng một cái status bảo là 2 giờ sáng anh gọi em không bắt máy. Chịu rồi. Hiểu cũng phải sát sạt cả. Ái da, được cái nhỉ. Lùa hiểu khá là chi tiết. Ok thôi. Ok của idol thì chắc bằng gì đâu mà. Được con hiểu này về đi. Hiểu cũng phải sát sạt anh em ạ. Được cái nhỉ, phong cách lùa hiểu quá chi tiết đến từ game thủ Trần Bắc. Game thủ nào thua trong cặp đấu này sẽ bị loại anh em ạ. Còn game thủ nào thắng sẽ bước tiếp vào vòng 4. Vòng 4 thì cũng còn rất nhiều cặp đấu. Nhánh thắng và nhánh thua. Và vòng 4 này thì bắt đầu căng lên căng hơn rồi anh em ạ. Căng hơn rồi thì có lẽ là sẽ rất là khoai đấy, rất là khoai anh em ơi. Cá voi kìa. À, bé bắt đầu ăn nốt con hươu và có một con voi có lẽ lùa về đây luôn cho nó gần. Tìm thêm bãi quả phụ nữa là được. Đẹp. Tối nay thì vẫn còn những cặp đấu anh em nhé. Anh em đừng quên có thể chờ đợi theo dõi. Bởi vì tối nay chúng ta có rất nhiều cặp đấu ở vòng 3 và vòng 4. Rất là hay đấy. Hy vọng là mọi người có thể chờ đợi và theo dõi nhé. Trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì kèo này đánh nhớ sớm. Tranh thủ vòng 3. Tranh thủ line sớm để cho các anh sắp xếp đánh vòng 4 luôn cho nó mát. Thèm khát gì đâu. Có voi phía ngoài kìa. Hiêu nữa, đôi voi bầy hiêu nữa đủ không nhỉ? Đủ. Đủ không á? Bầy hiêu đầu 4 con nhưng mà thêm một voi nữa. Nói chung là không được ưng lắm, nếu có quả phụ thì vẫn ngon hơn. Nhưng mà thôi bài này cũng được, tạm tạm vậy. Lên được đời anh em ạ, nên lực yếu lắm. Hai mươi sáu dần cơ. Chưa kích được đời. Vẫn còn con hươu kìa, lùa về ăn nốt con hươu này đi. Nhìn nó ngứa mắt quá. Tìm cố bách quả phụ nhưng mà không thấy. Nhiệt ngã nhờ. Và
Này này tương đối nghiệt ngã đấy anh ạ. Bên kia mà là Greg thì ngon. Nãy em nhìn không rõ. Nhìn chớp cái thì nhìn thấy Greg nhưng mà không biết có đúng không. Nếu mà Greg thì bài này ấy chứ còn có cửa này, chứ còn quân khác thì nghe hơi căng. Không soi quân, không soi quân không biết là quân gì. Bên kia đánh 26 dân lên đời sớm hơn. Bên này bây giờ vẫn chưa lên đời 2 này. Cũng 26 dân nhưng mà cũng có rít có rát nhỉ. Lên được đời nhưng lực yếu nhất anh em ạ. Thôi cứ lên đời đã tính. Tí nữa lên đời ra ruộng cũng được. Vẽ cái P ra thủ lúc đầu ra ruộng. Xiên ạ. Ôi ôi. Tưởng Greg qua ra nó dạy ra xiên. Xiên thì khoai rồi. Bài này nghiệt ngã này đánh kiểu gì được ta? Đúng xiang ta. Xiang cảm giác dần này lên không quá sớm đâu. Nhưng mà không biết có đúng xiang không. Cái zip xiang này khoai nhỉ. Giò bắt đầu xuất hiện ở đây rồi. Lên đời rồi, đúng rồi, đúng xeng rồi. Ô 13 phút 10 giây 1, 50, 12, 50 à, bài này kích 10, 50. Bài này kích cũng sớm đấy chứ nhỉ. Bài này kích cũng 10, 50 anh em ạ. Máy zip này tưởng lên muộn nhưng hóa ra cũng không muộn đâu. Được đấy chứ. 13 phút 10 giây đã lên đời xong rồi. Và lên đời chênh lệch xeng không quá nhiều đâu. Ô, em cứ tưởng lên đời muộn chứ. Nãy thấy phút thứ 10 chưa nhảy đời. Nhưng mà hóa ra là 10 nhảy đời xong rồi thì đóng nhà điều kiện có thêm mấy chục giây nữa nhỉ. Là vẫn kích được trong 10 trận này đấy chứ. Gặp sen nhưng mà nói chung gặp sen thì vẫn khó. Phải quá nhỉ. À đúng sen à, ai đồ ơi. Xeng nó, xeng này hơi khoai. Nhưng bài xeng này sexy đấy. Còn cái cửa gì không dành cho Egypt trong trận đấu này, 1L, 1A, 1P. Cố gắng ra thêm một khoanh ruộng đi. À như vậy được khoanh ruộng khu vực bãi gỗ rồi. Bo được khoanh ruộng này nói chung là vẫn đang còn ngon. 10-50 thì không muộn lắm anh em ạ, được. Được hơi yếu thôi chứ mà lên đời thế vẫn ổn. Và bây giờ cuốn được khoanh ruộng như thế này rồi thì có lẽ vẫn đang ngon đấy chứ. Đang đánh được. Tham lai 28 đấy anh em ơi. Đừng có đùa. L1P 1A 2A rồi. Đấy là. Ra thêm một khoanh ruộng nữa đẹp nhờ. Vâng, xe vẫn đang sóc lạc đà khá đông. Cố gắng phủ lấy con lạc đà này đi thầy ơi. Phủ lấy một con lạc đà coi như là cũng sẽ đỡ được thôi. Mấu chốt là mình cũng phải cố gắng phát triển đua với cả xe trong trận đấu này. Em nghĩ trận đấu này xe không phải là một bài đấu quá quen. Bởi vì nãy nhìn thấy là bài xeng là một bài đấu mà sexy thôi, ăn hoang là nhiều chứ còn không thấy ruộng mấy đâu. Không biết tí nữa thì xeng có quay về vẽ ruộng hay không. Nhưng ruộng cũng không thấy nhiều lắm đâu. Đang cố gắng đỡ nhà dành cho người em Trần Bắc, tam lai 30. 30 thì vẫn đang còn có hy vọng nhưng bên kia Đinh Diệu Trung đánh hay nhỉ. Đinh Diệu Trung đánh tách cung rồi đi bắn phù khá là hay đấy anh em ạ. Nếu mà vòng 3 rồi thì các game thủ cũng đang thể hiện được khá là tốt. Tầm này thì không kể nhanh thắng nhanh thua thì các con hàng có lẽ đều khỏe cả. Đấy. Và
bắn phù rất hay, bắn được khá nhiều phù thủy Egypt rồi đấy. Nhưng mà tạm thời thì Egypt vẫn đang thủ được nhà. Có lẽ là Seang đang chờ đợi bắn hết phù bắt đầu lao lạc đà vào, nhưng mà lạc đà hơi ít rồi. Cùng rồi cũng tương đối đỡ được thì vẫn đang còn cố gắng được tiếp. Bài này nếu mà Seang không ra được dân thì đánh được anh em ạ. Chứ nếu Seang ra được dân thì khó. Để xem xăm dân tơn cái đã. Chúng ta mới biết được là liệu rằng bên kia Seang có thể ra dân hay không. Vâng, phù đỏ ngon. Đỡ được này. Tạm thời vẫn đỡ được cái tập 2 này. Ok, cảm ơn chị Thu Cúc nha. Hôm nay lên quả kèo này hơi sớm. Thử cái giờ live này xem có ổn không. Không ổn thì hôm nào ta chuyển sang buổi tối tất live. Cho thêm cho mình đó là một vài cái nhà BE để bo bế khu vực cả bãi gỗ rồi nó chắc. Mặt này thì cũng đang ra được cho mình thêm 5 cái ruộng nữa. Ruộng đi nhìn thế mà nhiều phết. 6, 7, 11 cái, 12 cái này. Một L2A vẫn đang ra được đấy. Thủ được những cái tơn xiang. Đánh cái xiang nhưng mà đánh thủ toàn tập anh em ạ. Hay quá nhỉ. Vâng, bên kia bắn phù cực kỳ tốt nha. Bên chủ trùng bắn được rất nhiều phù thủy Egypt rồi. 1, 2 con cung R thôi. Và bây giờ thì anh đang có tình huống lọt bãi gỗ. À, tân lọt này hay nha. Lọt này hay. Ủa, chết nhiều dần lắm. Đỡ thì vẫn đỡ được thôi nhưng mất nhiều tham. Sau tuần này sẽ tụt nhiều tham lắm. Bắt hết lạc đà đi. Bắt hết lạc đà đừng để cho đối phương có thể thoát. Họ vào làm chục dân của mình họ thoát đi thì quá dễ dàng cho họ rồi. Lạc đà xem đông lắm. Bên này Egypt thì đang đông cung R. Bên kia thì cảm giác là đông hơn. Nhưng mà cung R Egypt nó cũng tuyệt. Nên là vẫn đang cố gắng đánh được anh ạ. Tham lai 39. Bây giờ soi tham dân xem nào. Tham dân xem Seang có ra được dân không nào. Mấu chốt vẫn là bài Seang có ra được dân không anh em ạ. Seang ra dân được thì mình sẽ qua. Còn Seang không ra được dân thì chúng ta vẫn có thể đánh được tiếp. Tham 41 nó cũng tương đối ổn đấy. Với cả là quân Egypt nữa. Egypt thì nó tuyệt. Đâm ra là mình vẫn có một chút hy vọng mình níu lại chứ đúng không ạ. Nó ảo. Đồ dục miễn dự đoán trận này ai thắng ai rồi. Ủa, lạc đà đông quá. Xem ai đồ dục miễn nhận định trận đấu có đúng không nào. Có chuẩn không? Mà nào đánh đế chế cảm giác yếu thế. Phù đấy. Rồi, kiếm con lạc đà đi. Vâng, vẫn bị bắn phù anh em ạ. Phù Egypt cho lại cảm giác lù đà lù đù thế nhỉ. Cần phù ấy. Làm việc đấy. Đang rất cố gắng để đỡ tên này anh em ạ. Trận này cảm giác khoai phết. Lòng ngoan để đỡ tên này. Soi tham dân đi thầy ơi. Xem tình hình nào. Tình hình trận này còn đánh được nữa không. Hay là quýt phòng thủy ra đánh trận mới đi. Ủa, lạc đà vẫn rất đông dành cho xe. Để giúp thì đứng thủ toàn tập. Nếu như bài này Seang chủ động ra dân hoặc là kể cả không chủ động. Tầm này thấy Egypt đánh thế thủ thì mình hoàn toàn có thể ra một tân dân cũng được. Sau đó về ta đua. Seang thì đua chả là xoắn con nào đâu. Tách lạc đà khó chịu phết nhỉ. Bên này thì đứng thủ toàn tập anh em ạ. Gần như không đi luôn, kệ con Seang, thích làm gì làm. Tôi đứng thủ đã. Thủ không được, đừng nói gì chuyện công. 41 dân. Tham bên này 44 nhưng mà bên kia đã có 41 dân rồi anh em ạ. Nhưng mà cái tham lai chưa đầy lắm. Có lẽ là họ tham dân thôi chứ còn quân họ không có nhiều lắm đâu. Có khi bây giờ quân Egypt còn đang đông hơn. Phản công tơn không? Phản công một tơn thử xem tình hình nào. 41 dân. 41 dân, tham dân cũng to ấy nhỉ. Bên này là tổng tham 51. Đánh được anh em ạ, tổng tham 51 đánh được. Đây rồi, phản công rồi. Bài 2L, còn bên này là bài 1L. Nhiều quá, 3, 3. Có 1P đi sau nữa, phù thủy làm việc đấy. Không có phù thủy anh ạ. 3A, 1L. Quân đông phết đấy. Và cái con Egypt này cảm giác là cái chất quân nó tuyển đấy. Thằng này có khi lơ ngơ nó vỡ giải thưởng. Cảm giác là Seang không có quá đông quân đâu.
2 rồi, nửa tham khá tốt nha. Bên kia cái cảm giác xem nửa tham trận này không được mắc binh, có lẽ là một bài đấu lúc đầu xấu nên anh không có thế để anh phát triển. Lúc đầu lên thấy xem là một bài đấu mà nó cũng sexy, có hai cái ruộng thôi. Bây giờ ra được 41 dân nhưng mà không biết là cái cơ sở làm ăn của anh tình hình thế nào rồi. Với cả là anh có thể cơ cấu được mấy hốc không? Nhưng mà đánh sexy tên này cũng nguy hiểm phết đấy. Egypt là đông quân nhá, tên này mà Egypt dồn tất tay quân khả năng xem không đỡ được đâu. Nên nó nghĩ là như vậy, bởi vì là cái chất cung của con Egypt tuyệt quá. Nghĩa là quân đông cái này cơ mà. Nãy giờ toàn bắt được con của Sen ấy, bây giờ phản công tên này. Tình hình xem tình hình nào. Đây họ cũng đông quân lắm nhưng mà tên này thử chơi đây. Xem có chơi được không. Phải Sen này cũng sexy thôi, không đẹp đâu. Đánh được trận này anh em ơi. Này từ từ dồn hết đống quân này lên có khi win đấy. Ôi, ngon nhờ, win được trận này thì khả năng những trận sau lại có thể có được cho mình những cái quân bài nó đẹp hơn, đúng không ạ? Thắng được Sen cơ mà, thắng được Sen mà không ra quân đẹp thì còn gì nữa. Ra quân đẹp thì dễ đánh hơn. Nhưng phải cố gắng thắng trận này đi. Trận này cảm giác là đang tươi đấy, 70 tham lai rồi. Sen không có gì mấy đâu anh em ạ, trận này Sen yếu. Đánh được. Chào anh Nam Nguyễn nhá. Tổ chức top gà cho idol Tuấn Hùng còn đăng ký thi đấu à? Nguyễn Tuấn Hùng nói đừng nhắc Nguyễn Tuấn Hùng mà buồn anh ạ. Cả ngày hôm nay gạ kèo, gáy ghép các kiểu xong đến sát giờ chập gần tối là idol lại báo là hôm nay bận rồi. Cày dễ chứ này con hàng Tuấn Hùng này. Các kiểu gạ kèo được 22 rồi, đánh offline các kiểu rồi. Em thì em không thi đấu được nhưng mà em cổ vũ được. À, đến sát giờ Tuấn Hùng mới báo là bận rồi. Cày đấy. Thà ông đừng gạ kèo còn hơn. Giờ ông gạ kèo xong bọc bận chịu rồi. Không hết tất tay đấy. Tất tay tên này đây. Chơi một tên lớn luôn. Chơi tách như thế này thì cảm giác không hiệu quả. Đi tên lớn đấy xem nào. Tên này ông nào đông không ăn này. Ủa lạc đà xem đông thế. Xem giờ này sóc nhiều lạc đà thật. Có lẽ muốn sóc lạc đà để khắc cung R của Egypt này các bạn. 79 mà đâu hết nhỉ. Ngủ lạc đà kìa. Phù đây, đúng rồi, phù lấy 1-2 con là có thể lại cũng tươi đấy, quay ra nhau cũng vã nhau cho cung R bắn chùa. Đấy, có mấy con phù đấy. Ổn áp phết rồi. Còn tơ tách này thì không có hiệu quả mấy. Đỡ được tơn ở nhà nhưng mà tơn đi công thì cũng không làm ăn được gì. Trận này thì vẫn còn cửa anh em ơi. Nhưng mà cùng chờ xem Trần Bắc sẽ xử lý như thế nào. Bên kia xem bắt đầu xấu vài rồi nhá, rừng bắt đầu xấu rồi đó. Không móc được thì tụ quân đi, đánh nhau một tên lớn luôn. Tận dụng cái chất quân của con Egypt này nào. Đi cùng nhau đi, làm một tên hơi lú. Lú bản đồ chứ. Kìa, phụ. Ú kìa. Ủa. Tày quá nhỉ. Mày quá là phụ được hai con lạc đà. Tên này cảm giác hơi mất tay. Mặt đằng này thì lạc đà đang đi. Bên kia lạc đà lọt vào. Xem tên thủ nhà này của Egypt có được hay không. Tham 90 rồi cơ à? Trần Bắc nửa tham cũng được ấy chứ nhỉ? Mày quay lại tham 90 anh em ạ. Cảm giác nhà cháu gì mà tham 90. Cái này khả năng vẫn đỡ được đấy. Chỉ ăn những thủ nhà từ đầu đến giờ. Chứ phản công vẫn phản công được một tí. Lại mới quay về thủ nhà rất khổ. Rồi ít nhất thì vẫn đang thủ được vào tham 84. Được. Đánh cảm giác giờ này là ngoằng thế nhỉ? Được nhưng mà thua trận này thì cảm giác hơi ôi. Xin chào sĩ Yamato DZ nha. Thắng rồi, theo như anh Tuti là như vậy. Trận này em nghĩ là cũng đang đánh được đó thưa, bởi vì đã bắt được nhiều quân. Mặc dù nhà Sen thì mình chưa công được gì nhiều nhưng mà Sen mất quân trên này nhiều lắm. Chắc chắn là quân của Egypt bây giờ có lẽ sẽ là đông hơn và tuyển hơn nữa. Đi cùng nhau này, lu một tên đi. Chứ đừng kiểu tách làm gì cả. Tham lai nào. Không chơi tham thế tôi chịu rồi. Nhìn không nhìn gì luôn. Chơi tham nhanh thật. Trần Bắc này chơi tham tôi mới nhanh em ạ. Nhưng mà anh đang muốn tụ một tuần quân to để đẩy tuần cuối. Đi tuần to này xem nào. Đi nãy giờ đi lẻ tẻ quá. Tụ vào với nhau mới tận dụng được cái lợi thế của con cung rồi chứ. Được cái chưa nhỉ, trận này Sen gõ 2-3 anh em ạ, Sen hết quân rồi. Ồ như vậy Sen trận này ép đời bị lỗi. Lên đời 3 không sớm và nhà cũng sexy xấu thôi, nhà này không đẹp.
Một trận đấu khá hay dành cho người em Sơn Bắc và em vẫn có thể thắng được trận đấu này. Một đều hay. Trận này Siêng xấu anh em ạ. Siêng cũng lòng ngoằng thôi. Công nhiều nhưng mà cũng bị bắt quân nhiều, đâm ra khi mà Egypt đẩy ngược thì Siêng không có quân mà đỡ. Với cả chất quân nó cũng khác nữa. Một đều hay. Như vậy là người em Sơn Bắc đã có cho mình được bằng một trận đấu vượt khó nhỉ, tính là một trận đấu vượt khó. Bây giờ khi có lẽ là quân bài có khi là đỏ hơn đó. Khi lại ngon anh em ạ. Đúng rồi, chào anh Đinh Văn Tuấn. Đúng rồi, trận này mà Siêng mà chuyển được cung A thì em nghĩ là nó sẽ ổn áp hơn, bởi vì nhà Siêng xấu rừng. Nhưng mà tại vì anh sóc lạc đà nhiều quá và có lẽ anh sợ là chuyển cung A bây giờ bị đẩy ngược luôn thì sẽ bị thua luôn đấy. Nên là cứ phải cố gắng sóc lạc đà ra. Egypt cho sòn đấy, biết ngay mà. Hôm sau một trận vượt khó phát là cầm quân ngon ngay và Egypt cho sòn thì quá dễ đánh rồi. Nó sẽ cùng xem thử là trận này Sơn Bắc có thể hạ gục được game thủ Đinh Triệu Trung hay không để vươn lên dẫn trước trong cặp đấu này. Hơn Siêng chục dân rồi cả. Bài Siêng xấu quá. Bài đấy muốn đánh kiểu xấu rừng nên muốn đánh châu lạc đà ra để chống cung R, nhưng mà con cung R Egypt tuyển với cả là bài này cốt lõi là con Siêng bắt nhiều quân trên nhà của Egypt quá. Chứ nếu như mà Siêng chủ động đánh thủ đi, công ít thôi thì có lẽ là vẫn đủ quân đỡ chứ. Mất nhiều quân quá. Có voi này, ok rồi, bài Egypt tương đối đẹp rồi. Ôi rồi, hai bầy hươu gần nhau luôn. Hay là đây là bầy hươu 7 nhỉ? Đây là bầy hươu 7, nó tách ra làm đôi thôi. Xem xấu lên bằng Egypt đúng không anh ạ? Lên đời vừa rồi là bị lên đời 3 bị lỗi đấy. Đời 2 thì sớm hơn nhưng đời 3 chỉ ngang Egypt thôi. Là cũng kích tầm đâu đó 10-50. Này Egypt 10-50 mà. Để xem trận này xem nào. Chúng ta sẽ cùng xem trận này anh em nhé. Xem trận này tình hình thế nào. Voi hai con quả phụ đây rồi, đủ đô. Yêu 7 quả phụ anh em. Bầy yêu này là một đấy, nhưng mà nó bị con voi này nó tách ra làm đôi. Rồi bây giờ mình hợp hợp lại thôi, hợp lại thành một thiết kế chiếc S ở khu vực cánh rừng thông kia, làm cái S2 vừa ăn hươu vừa ăn gỗ được. Còn S đầu thì đóng ở đây cho nó đẹp. Đấy, bú xong đôi voi này thì ra bú thêm cả bái quả phụ nữa là ngon. Trận đấu này có lẽ vẫn tươi dành cho Egypt. Gặp trò son thì quá dễ đánh rồi, thủ được là thắng. Ủng hộ ao làng chứ nghiện kèo chứ anh. Nhiều anh em là xem kèo ao làng là nhiều bị nghiện. Cứ tối đến mà không có kèo ao làng là không chịu được. Nên là cũng tương đối là cuốn đấy. Bảo là xem ao làng bị cuốn mà anh em không tin em cơ. Xem nó hay thực sự đấy. Không phải là tự nhiên mà là có nhiều người xem đâu anh em. Kèo phải hay thì người ta mới xem. Chứ kèo không hay người ta cũng chả xem đâu. Nhưng mà chị có chồng rồi, ba con rồi thì cần làm ăn gì nữa à idol ơi. Idol ơi. Chào anh Nguyễn Văn Đoàn nhá. Idol Dục Nguyễn này. Chính ra là ấy nhá. Hơi bị đen tối đấy. Khán giả người ta vào xem idol lại cứ nghĩ sang chuyện này chuyện kia, làm em bị đen tối theo. Không được. Tối nay giải quyết nhau đây. Cố gắng chờ em tối nay anh em mình giải quyết nhau đây. Đừng có để như kết quả như chiều nay là không được. Để hòa nữa không hay. Một kèo chạm năm AC đan đòm nhá. Hôm nay em đánh em không like phát là mắc binh ngay.
Máy em nó tù tù, like vừa đánh vừa like nên nó khó đánh. Không like phát là đánh nó mắc ngay. Đấm mày đồ dục Nguyễn 4 phát. Chạm 9 đi à, chạm 9 thì hơi hơi lâu. Tối nay có trận đá bóng nào đâu mà đòi chạm 9 này đâu. Chạm 5 đi, anh em mình làm tí xong đi ngủ cho nó ngon. Chứ còn chạm 9 thì hơi khó. Chạm 9 thì hôm nào thì rảnh cơ, sau giải cơ. Còn giải bây giờ live stream đến tận 10-11 giờ thì chạm 9 thế nào được nữa. PM rồi, đây sẽ chuẩn bị là BL đánh cho người cầm Egypt. Cứ đánh chém đi. Sau đó chuyển cung được sau. Đấy, cho nó chắc. Nhưng mà không có gỗ à? BA BA luôn anh em ạ. Vâng, 13-6 với bài đấu 25 dân Egypt và đánh thẳng cung luôn. Nhưng vẫn đào vàng thủ phù. Cung thủ phù trận này cũng được, đánh cái gì có lẽ cũng thắng thôi bởi vì lên đời sớm hơn. Với cả đối đầu với cho son. Highlight của mình có bản HD không em? Có anh ơi. Có bản HD anh ạ. Anh có thể tải bản HD về xong ấn cài đặt đường dẫn ấy, thay cái đường dẫn đi là chúng ta có thể chơi được bản HD giống như cái Garena ngày xưa. Đấy. Giao diện vào mạng nó giống như Garena ngày xưa nhưng mà bọn em đang tiến hành update mới. Thì thời gian tới khả năng sẽ làm cái giao diện vào mạng nó giống như Gplay với Ego Play bây giờ ấy. Đang update mới anh em ạ. Nhưng mà cũng cần thời gian. Đấy, sắp tới thì hy vọng ngon nghẻ là không cần dùng VPN nữa. Phải cài phát chạy luôn. Hôm trước ngày đồ dục Nguyễn chê phần mềm của em đều. Thế là em phải về em nâng cấp ngay. Cay thật. Cho ai đồ chơi free hay đồ còn chê. Chịu thật đấy. Bao giờ thu tiền thì mới được chê chứ. Đang cho chơi free mà lại chê. Cày thế chứ. Chơi rất là mượt mà quýt rồi. Như vậy là lên đời sớm hơn nhiều. Và bên kia cảm giác không còn hy vọng nữa, anh quýt luôn. Rất tiết kiệm thời gian. Tuyệt vời. Chào người em Văn Đình Trường nhá. Tổ va vào cuộc làm gì nữa, trận đấy đằng nào chả thua mà gốc. Trường nghe cái gáy ác phết nhỉ. Nhưng mà hình như là lên đời 3 xong rồi con giò thứ hai mới ra chứ. Xin giò trông chém à. Nhưng trận đấy cũng thua anh em ạ, nghiệt ngã cho Zika quá. Trận nào mà thắng ấy chúng ta mới va chứ còn thua thì thôi. Thôi chịu. Idol Dục Nguyễn lại chơi kiểu đấy. Tiền đấy idol để donate cho giải đấu có vẻ hơn không? Tuyệt vời chứ, đây chơi Ala Play Free, chơi thì mượt mà như vậy idol còn chê, chịu. Idol thấy có mượt không? Đánh có bao giờ bị giật lag gì đâu mà. Chơi nó là đẳng cấp lại xiang rồi, xiang xăm à? Vâng, thắng được trận xiang phát quân đỏ luôn được. Chuỗi quân đỏ này lại thơm rồi. Xiang xăm phải không nhỉ? Xiang xăm thì là 2-1 rồi. 2-1 và có nguy cơ là 3-1 đây. Đấy, sĩ Yamato gạ kèo anh kìa, anh có dám đánh với sĩ Yamato không? Ai đồ dùng Nguyễn thấy đánh cứng vết mà rồi cũng nhát gan nhỉ, toàn phải gạ hàng hàng mềm thôi, chứ không dám gạ hàng cứng thi đấu. Đánh cứ khỏe phết đấy, không phải yếu đâu anh em ạ. Nhiều tay, phát triển khỏe. Đánh đua phát triển với idol xác định thua. Khỏe thật, nhưng idol Dục Nguyễn đánh khỏe đấy. Em mà hôm nào em thắng được idol thì khả năng là em có số có má ở trên cộng đồng ấy nhỉ. Hôm nào đánh cân với idol Dục Nguyễn mà thắng được idol thì có số có má đấy. Sắp thắng rồi, sắp thắng được rồi anh em ạ. AC random là sắp thắng rồi. AC random mà sắp thắng thì kèo random cân thì cũng sớm muộn thôi. Đỏ đỏ tí nữa là đấm ngay. Chiều nay AC random mà đánh đủ là idol Dục Nguyễn là gãy ngay đấy. Không có chuyện đấy đâu. Mà đang đánh thì idol lại bảo là thôi.
Bài anh bài anh xấu này thôi, hôm nào đây cay thật. Giờ tỷ số 2-1 rồi đây. À, đồ thế là đồ khỏe lắm, tay to lắm. Nhưng mà đánh đánh công nhận đánh phát triển khỏe thật. Đánh với idol Dục Nguyễn mà mình đua phát triển là mình không không làm ăn gì được. Hôm trước đánh thấy có một trận anh Thành anh ta thua anh cầm cầm xiang mà còn thua idol cầm xăm. Đua với nhau mà anh Thành còn thua. Sợ thật. Đua phát triển khỏe lắm anh em ạ. Đánh Yamato 78L. Sợ thật. Khỏe, nói chung idol Dục Nguyễn khỏe. Tối nay anh em nhé, tối nay sẽ có những cái cặp đấu rất là hay nữa, anh em đừng quên để ý theo dõi nha anh em ơi. Xong cặp này thì em đi tắm rửa và ăn uống tí, xong rồi tối chúng ta sẽ quay trở lại với nhau. Cặp này đấu sớm quá nên là tranh thủ like luôn, chưa kịp tắm rửa ăn uống gì anh em ạ. Nên là xong cặp này đi, xong rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi tối. Chào anh Cường Nguyễn nhá. Đánh 44 khỏe à? Đánh 44 khỏe đúng rồi. Hệ tay to mà. Idol mà nằm trong cánh thì thôi, idol gãi cho. Toác cả của... Toác cả đùi. Ok, tắm rửa phải sạch sẽ chứ còn gì nữa. Đây có quả phụ rồi. Xiang này vẫn là một bài xiang ok thôi. Nói chung xiang cứ đồ ăn như thế này là được anh em ạ. Không cần phải quá giàu. Thế này thôi là đủ để lên đời chuẩn rồi. Không cần phải... Vâng, hiêu voi đầy nhà hay là... Quả phụ cả phía gần nhà. Không cần. Đã, 26 dần. Kích đời là siêu chuẩn rồi. Bây giờ thì cố gắng khai thác thêm bãi quả phụ nữa. Nhưng không biết là trận đấu này đánh kiểu gì đây. 26 dân có làm tí thẳng cung không? Thẳng cung xen luôn cho nó tự tin cửa trên. À anh Cương. Chào anh Cương Nguyễn nha. Quê em có Dục Nguyễn với Cương Nguyễn mạnh nhất đấy. Ái à ghê nhỉ. Sao đây? Chat gì đây? À đang hơi bị giật giật tí đúng không? Đang hơi bị giật giật tí à? Giật giật thì mình tìm cách mình sửa chữa thôi. Đây sẽ là BM. Ok. Và đây sẽ là BA hay BL. Đúng rồi. Quả này vào thẳng cung thật anh em ạ. Làm thẳng cung luôn cho nó cửa trên. Nhà có thấy khung với cả rừng đẹp. Kích đời là 10 phút 16, 26 dân cộng 1. Đấy, chậm mất mấy giây thôi. Vẫn cứ là ok. Thẳng cung luôn. Trời khô mà. Ô, bên kia Summer lên đời sớm lắm nhá. À, trận này chưa biết nào đâu. Vẫn chết mất dân này. Trận này mà bên kia họ mà có bài đánh hỗn đà là mình cũng tương đối căng đấy. Với cả là chủ động bo lại em ơi. Đánh tình trạng mà mình lọt vào. Tầm này mà để lọt con ngựa giò với con lạc đà vào đây là đau đầu đấy. Đấy. Họ còn đang đề thăm mình kia lên đời hai bằng kít nhau luôn. Bài này Summer có lẽ một bài đẹp đấy. Không đơn giản đâu. Bo bế cái mặt chỗ sư tử đi. Chỗ đôi sư tử kia bo bế trước đi. Mặt này đứng tê thủ là hẹp. Sân đánh thẳng cung tương đối nguy hiểm dành cho sân Bắc. Có biến rồi. Và bên kia đúng đánh hỗn đả thật. Nói chung Summerian thì đánh hỗn đả là đúng thôi. Đúng Summer không nhỉ? Đúng rồi, đúng Summer mà. Vâng, vậy anh không kịp rồi. Để con giò lọt vào tôi đã bảo rồi mà. Nãy thắng được người ta trận xiang, khả năng trận này biếu lại trận xiang rồi. Gậy 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 gậy.
Khả năng biếu lại người ta trận xiang này rồi anh em ơi. Thực ra thì con dò vào thì cũng chưa mà làm mất gì đâu, nhưng mà trận này căn bản con Summer lên sớm lắm. Summer trận này khỏe. Thời điểm đầu họ chỉ cần mút vài dân là họ cũng có lợi thế rồi. Sau đó họ về sẽ to ra đua. Với cả là đánh hỗn đà thì có lẽ nó vẫn sẽ ngon lành hơn là đánh chay cung của Xe. Cái này mà Xe không chuyển được cung A gọi là cầu. Chuyển được cung A win chặt chẽ. Chém đau nhờ, chém này chém tí nổ ghê này. Đây này có vàng trong này. Lừa lừa làm tên lớn cung A em ơi. Liều ăn nhiều không liều ăn ít. Ok anh Nam Nguyễn nhá. Em không dám gắn link ở phía dưới sợ bị bóp tương tác. Sau này mà đợt tới mà Ao Làng làm được cái phần mềm nó đẳng cấp, đang phiên bản đẳng cấp mà nó ngon hơn thì sẽ quảng cáo mạnh mẽ hơn anh ạ. Bây giờ phiên bản này đang hơi cùi. Anh nghiên cứu để làm cái giao diện vào game nó giống như bên Gplay với cả bên Evoplay đó. Vào phát là chạy luôn, không phải sâu mạng giống như gì nữa. Cho nó ngon và không phải dùng VPN để kết nối với nhau luôn, có đẳng cấp. Nó đơn giản quá nhỉ, đúng không? Nãy thắng người ta trận xem, bây giờ phải biếu lại thôi chứ biết sao giờ được. Trận này thì nói thật là vẫn đang chưa biết thế nào, tham lai chỉ là 30 thôi. Gãy nha, trận này xe này đánh lỗi quá. Sau một bát cơm thì sẽ đến một bát khác. Trời mưa anh em ơi. Lọt, đơn giản quá nhỉ, quả này lọt, quả này hơi bị fail đấy. Trận này nguy cơ thua đấy anh em ạ. Lạc đà chảy như chảy hội này, khoai quá. Chào anh Trung Nguyễn nha. Chào Mikhe đi ra. Ok anh Nam Nguyễn nhá. Tí nữa thì đây. Chờ tí em nhắn tin cái link cho anh luôn nhá. Trong lúc chờ đợi xem theo dõi trận này. Trận này cảm giác Xiang đánh hơi còng, hơi lung tung. Tham 45, tham thì vẫn gọi là được nhỉ, tham 45 không bé đâu. Mấu chốt là để lọt nhà bây giờ, lạc nào chảy đều như chảy hội này cũng khó. Làm thế nào được anh em ạ. Căng phết. Em inbox cho anh Nam Nguyễn rồi nhá. Nhìn đánh như anh Dục à. Idol Dục mà đánh được như Dần Vắc thì ngon rồi, vào giải rồi. Thế người ta đã cũng vào được đến vòng 3 rồi đấy. Anh em mình nhìn vậy thôi chứ còn thực ra Trần Bắc cũng là một con hàng cứng đấy chứ không đơn giản anh em ạ. Trần Bắc là con hàng cứng trong group đấy. Hiện tại thì em cũng đã vào được đến vòng 3 rồi, không đơn giản đâu. Hôm qua thì vừa hạ gục game thủ Nguyễn Duy Cao ở vòng 2. Hôm nay thì lại đối đầu với game thủ Đinh Triệu Trung ở vòng 3. Đúng rồi, chuyển được cung A thì ngon trận này nhỉ. Cứ
tính gì. Hai đồ dục Nguyễn này gặp anh không cửa. Thế mà hai đồ không đăng ký giải, không cửa, nhưng mà là không cửa thua đúng không anh Dục? 3A rồi, đang lên 4A rồi. Trận này cũng giật giật dìu thật đấy. Xem trận này chối. Chưa nghe cái bảo win rồi. Bên kia nó đã nhìn thấy nhà ở đâu mà win rồi Trường ơi. Lạc đà như này. Chưa. Bây giờ lên được cung A thì ngon nhỉ. Mà bây giờ lên cung A bổ chết. Bây giờ phải sóc cung đều anh em mà đỡ cái đã chứ. Bây giờ mà chỉ cần con Sam này lùi về một tơn thôi, cho con Sen thở thôi, là con Sen sẽ lên cung ngang ngay, bởi vì lực đang có. Rồi đỡ được này, đỡ được anh em ơi. Đây là nhà của người sầm cầm Summer. Không có ruộng đấy, nhưng mà cảm giác là không không nhiều ruộng đâu. Bài vẽ ruộng sexy thì phải. Đó, tập trung công trận này, kiểu đánh với Sen cảm giác là mình cũng bị không tình huống hơi tê, hơi vội. Nên là trận này Sam không chủ động ra ruộng đâu, em đoán là như vậy. Còn cái tình hình thực tế thì chúng ta phải đi sâu vào chúng ta biết được. Có đứt được con cung R vào không? Xem tình hình trong nhà chính họ nhiều ruộng hay không. Ở base, à đâu BC của Sam mà. Bò bê nó nốt cái mặt từ hướng nhà họ xuống đi. Đấy, mặt đấy cố gắng bò bê vào đi. Cung G vẫn đang còn đông, tạm thời vẫn đang đỡ được này. Nâng cấp cái chặt gỗ 2 lên đi. Thiếu cái chặt gỗ 2 em ơi. Gỗ có, lực có đấy. Hay là làm tí cung A. Không, như vậy quyết định là nâng đầu máu rồi. Và nâng cấp chặt gỗ 2. Đúng rồi. Chứ không chuyển cung A anh em ạ. Bây giờ được thở rồi, làm tí lên cung A được là đẹp luôn. Bởi vì là nếu mà sang lên cung A thì con Sam nó rất rất là khó đánh. Sam nó sợ cung A lắm. Nhưng mà Trần Bắc anh quyết định đó là em sẽ vẫn nâng cấp cái đầu máu và vẫn sóc cung R thôi. 4A, nãy 3A bây giờ tăng lên 4A. Nhưng công nhận lần này Sen đỡ nhà cũng được ấy nhỉ. Tương đối dẻo. Lạc đà đông thế mà không bổ được con Sen này ta. Bây giờ để Sen đỡ nhà thành công rồi đó. Hôm nay 57 rồi đấy. Thành công đi. Lạc đà bên kia vẫn đông nhé. Con Sen này chỉ cần sơ hở thôi, một tơn sổ lạc đà vào là họ thịt ngay đấy. Để ý vào. Chào anh Minh Vương nhá. Đánh thua cảm giác cân anh ạ. Đánh thua bây giờ các con hàng gặp nhau cân phết. Chào anh Bắc Pro nhá. Anh Bắc Pro đang cổ vũ cho Trần Bắc à. Cổ vũ Trần Bắc xem tình hình người em Trần Bắc có thể vượt khó được không. Cặp này thì em đang dẫn trước 2-1 rồi, nhưng mà cảm giác cái trận xe này đánh không được ưng ý lắm. Đây này, bài của Summer sexy thôi. Thủ đi, lên cung A đây là thắng đấy. Không lên cung A. Ô, hình như kích cung A đúng không? Hình như vừa kích cung A. Nếu kích cung A thì từ từ ưng. Nghe tôi sẽ thắng. Chứ trận này đánh cung G cảm giác không thắng được. Có. Nâng cấp đầu máu xong chuyển cung A. Thôi thì cũng được. Bây giờ có cung A tươi luôn. Trận này người cầm Summer không thể lên được 4 đâu, nên là cứ bình tĩnh ta xử lý. Summer kiểu sexy nhá, bài Summer cũng yếu, không phải là bài khỏe nguyên ra ruộng nhiều đâu. Lại lọt tiếp rồi. Ôi dạ, ôi dạ. Kìa, cung R mang ra mà đỡ. Ui rồi ôi. Rất loằng ngoằng tình huống này. Không, không kích cung A nhỉ, vẫn là đánh cung R thôi. Làm cái cung A cũng thua. Bởi vì đối phương đang cầm rát. Rát nhỉ, cảm giác đánh khó thở thật sự đấy. Khó thở anh em. Tại vì cơ cấu cái bài Sen nó lủng quá làm ra khó chứ. Bài này cơ cấu ngon thì rảnh tay cực kỳ luôn. Gần như chả phải làm gì luôn, chỉ có ăn với ngồi sóc dân. Cho một tay vào quần, một tay thì điều khiển chuột là thắng. Nhưng mà tại vì là cơ cấu kiểu gì để cho lủng quá. Bây giờ bị lủng nhiều lắm ra là mất tay thật sự trận này. Năm nay 74, tham thì được, được tham được, nhưng dưới tham tốt. Nhưng mà cảm giác trận này vẫn loằng ngoằng loằng ngoằng. Nguy cơ là thua.
Đánh thế này lót đường thôi à? Biết đâu được đấy. Bây giờ ví dụ thắng vòng này vào vòng 4 rồi, thắng nốt hai vòng nữa là ta sẽ có mặt ở vòng loại trực tiếp thôi anh em ạ. Khiếp nhỉ, chặng đường còn dài lắm, hai vòng còn dài lắm. Rưỡi buồn ngủ rồi ạ. À đấy, chuyển cung A rồi này. Đấy, không phải là như vậy anh em ạ. Vào rồi mà, ngay từ đầu tôi bảo chuyển cung A thì không nghe tôi cơ. Tôi đánh cung R mãi này không ổn. Bây giờ chuyển xong cung A là ngon ngay đấy. Đúng là bài này không chuyển cung A thì không thể thắng được anh em ạ. Lên cung A xong rồi thì đối phương phát hiện, nhưng mà có lẽ đã quá muộn. Cung A nó khắc lạc đà lắm. Cung A giáp 4 nhớ là một chặt gỗ 2. Quá khắc lạc đà. Và đỡ nhà thoải mái cũng dễ không? Anh em thấy đỡ nhà bằng cung A cũng dễ không? So với những con cung R lạc đà nó vào nó bổ cho nhất cả người. Cung A gái thế trận nó khác ngay. Trời ơi. Bây giờ thì có lẽ là tươi rồi, win đấy. Nhờ. Vẫn sẽ là win. Đúng rồi, nhìn thấy cung A khả năng quýt thôi. Nhưng bởi vì con Sam nó không chống được con cung A anh em ạ. Sam nó không có ngựa chém. Nó có ngựa chém đảo thì ổn hơn. Chứ còn nó không có ngựa chém thì khoai. Trừ khi mà kẹp được ca thì may ra chống được cung A. Chứ không kẹp được ca thì không làm gì được con này. Con này nó mạnh. Cực kỳ khác những con lạc đà. Lạc đà mà gặp cung A thì chịu rồi. Nhìn 4 à. Nhưng mà em cảm giác là bài Sam này cũng không phải quá khỏe. Bài Sam không kiểu là cung nhà ra ruộng, mà đây là bài Sam kiểu là ăn ở đâu đóng ruộng ở đấy thôi. Đây này, đấy, những cái quanh ruộng kiểu sexy ấy. Nên là khả năng không lên được 4 đâu. Mình bắt nốt lạc đà đi, cho nó đẩy tân này lên. Điểm trận đấu không cần đẩy tân này thì chân trên nhà của người cầm Summer cũng là không có quân mà đỡ rồi, có lẽ cũng đã dứt điểm trận đấu rồi. Tỷ số sẽ là 3-1 nghiêng về người em Trần Bắc. Được, Sam này chưa quýt thì như đang kích 4 hay sao đây. Câu giờ lên 4 à? Ừ, khả năng câu giờ lên 4 đấy. Nhưng mà bây giờ lên 4 xong thì nhà cửa cũng toang hoác rồi, liệu rằng có chơi được không? Nếu mà họ không lên 4 thì chắc chắn họ đã quýt rồi. Họ câu giờ lên 4 ra. Chứ còn bây giờ nhà Sam còn cái gì nữa đâu nhỉ? Nhà to hoác rồi mà ta. Không lên 4 thì chịu quýt thôi chứ biết làm sao được. À, chơi ca. Đúng một ca đời 3, không phải ca đời 4 anh em ạ. Đúng rồi, nãy lúc đầu chúng ta có bảo là kẹp được thêm ca thì ngon, để chống cung Nga. Đúng là kẹp ca thật, nhưng mà chưa kịp kẹp được đông thì đã bị phát hiện nhà ca và đã bị bắn nổ ba con ca rồi. Có rồi. Thôi, có lẽ là tỷ số sẽ là 3-1 thôi. Anh Húc đọc tin nhắn của anh Bình An như kìa. Đấy, gửi lời thách đấu giúp anh đến Húc ba thể loại là đừng trốn mãi thế. Húc rồi thì anh Bình An anh gáy cho vậy, chịu thật. Đánh Húc quẩy nhưng mà lại hơi nhát gan. Húc đánh quẩy là không phải nhát gan này. Giải không dám đăng ký tham gia. Chịu idol. Thôi, win rồi. Bên kia không lên được 4 anh ạ. Đánh ca chứ không phải lên 4 đâu. Tỷ số sẽ là 3-1 nghiêng về game thủ Trần Bắc trong cặp đấu này. Sẽ đến với trận đấu tiếp theo anh em nhé. Anh em cãi nhau, hai anh cãi nhau rồi lôi em vào làm gì? Bịp thật. Rồi, chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo nhá. 3-1 rồi anh em ơi. Thì em Bắc mặc dù cũng hơi vất vả nhưng mà cuối cùng cũng đã thắng rồi. Trận xe này đánh đúng là ỉa ra quần thật.
Để xem giật dao như nào. Lên hưu rồi đấy. Lỡ ngỡ thắng được trận nữa là ngon. Hẹn anh em tối nay anh em nhé. Anh em đừng quên tối nay vào xem những kèo đấu hay anh em nhé. Đang có những kèo đấu hay nhưng mà tối nay thì mới lên sóng. Anh em hãy chờ đợi để đón xem. Chào anh Tuấn Hào Hoa nhá. Chào anh Sơn Hà Thanh. Chung kết dành cho game thủ Đinh Triệu Trung nào. AC rồi, ôi AC phô đánh được. Kẹo cân. AC phô. AC phô thì tất nhiên là con AC vẫn sẽ được đánh giá cao hơn một chút. Nhưng mà nói chung không lệch nhiều. Phô cũng là một đơn vị con rất khỏe. Chào anh Thân Hậu nhé. Giải đấy là bình luận viên thì chỉ là những khách mời thôi anh ạ, chứ không không phải là đăng ký. Đủ 16 người rồi nên là em lại không tham gia nữa. Vì hồi có nhắn tin đấy nhưng mà sau đủ 16 người rồi nên thôi. Nhưng mà vào giải đấy thì thực sự là mình cũng đi tống hài thôi. Có con hàng vơ, con hàng Kami cũng khỏe nhá, Kami khỏe đấy đừng đùa. Vơ rồi là game thủ Hùng Cua cũng khỏe, Hùng Cua mạnh. Mình vào đấy thì chịu thua chứ không làm gì được anh em ạ. Anh vào nó bị lỗi web à? Làm sao bị lỗi như nào anh ơi? Rồi, tình huống F3. Yes. Đế chế đánh hơi yếu. Bây giờ đã gặp anh Dục Nguyễn rồi chả thắng được này. Ok anh ơi, tí nữa thì xong kèo đấu này em sẽ check nha. Bây giờ đang line dở kèo. Thua vơ một tí thôi à, chịu. Em gặp anh vơ thì phải chấp, có khi chấp xiang random thì mới ra cân được. À không, xiang random không cân được đâu. Ông vơ đánh đỡ tốt rồi, chấp mình phải xiang katha. Yes. Yes. Vơ đánh với em phải chấp xiang katha thì may ra. Đấy là còn may ra đấy. Khả năng em còn thua cơ. Em vào thì may gặp được Hùng Crit thì đẹp. Hốc thăm vào đều học gặp được Hùng Crit thì ngon. Hùng Crit hoặc là anh Lê Tương cũng được, cũng món quà. Lê Tương thì anh cũng khỏe đấy nhưng mà gặp em thì khả năng em vẫn mút được. À đúng rồi. Thế bảo anh Tuân Tiền Hải khỏe phết mà. Hải Mario thì hơi yếu. Còn anh Tuân Tiền Hải thấy bảo cũng khỏe phết mà. Em thì chưa được xem anh thi đâu. Còn Hải thì khả năng em vẫn mút được. Tương Hải Mario với Candy Kiên. Giả này có Candy Kiên anh em ạ. À, gặp con hàng Candy Kiên thì có vẻ thơm không? Thơm phương phức. Nhưng mà thôi mình cũng không tham gia thì thôi. Kệ cho các game thủ xúc với nhau vậy. Gặp Hùng Crit là một với gặp Candy Kiên là hai. Thơm phương phức. Mấy con hàng này. Tuổi gì? Get out. Có 23 luôn anh em ạ. Ồ bài phô có vẻ xấu, bài AC cũng xấu mà nhỉ. 28% dành cho phô. Đang chém gió thì phô UG sai mất rồi. Ờ gió lỗi bầy hiêu này. Chết dân nữa. Nghiệt ngã rồi, bài map phô xấu rồi. Và Đinh Triệu Trung quyết định anh UG sai luôn. Tỷ số chung cuộc là 43, à 41 anh em nhé. Chào anh Phạm Duy Cường nhé, giải solo anh ạ. Giải solo đấy.
Bây giờ thì có lẽ là xin phép chào tạm biệt anh em nhé, đi ăn uống tắm rửa tí rồi à. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi tối nhé anh em ơi. Tối nay sẽ những cặp đấu rất là hay, mọi người chờ đợi để đón xem nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.